còn cơ hội con trai Messi nối gót cha, cho con trai Ronaldo hít khói về danh hiệu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Thiago Messi đã vượt mặt Cristiano Ronaldo, con trai Ronaldo về số lượng danh hiệu. Tháng 2 năm nay, đội U13 Al Nassr mà Cristiano Ronaldo đang thi đấu đã tạo nên màn trình diễn ấn tượng tại giải Saudi Premier League. Theo đó, với phong độ thi đấu xuất sắc, đội bóng đã thống trị bảng xếp hạng và không cho bất kỳ đối thủ nào có cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Mùa giải kết thúc vào tháng 3, Cristiano Ronaldo thành công chạm tay vào chiếc cúp vô địch Saudi League đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của mình. Đây là một thành tích vô cùng đặc biệt với cầu thủ trẻ 13 tuổi này. Trước đây, Ronaldo đã từng thi đấu cho các đội học viện của những câu lạc bộ danh tiếng như Real Madrid và Juventus. Tuy nhiên, phải đến khi gia nhập Al Nassr vào năm 2023 và thi đấu cho đội trẻ của câu lạc bộ này, anh mới có cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch đầu tiên. Trong khi Cristiano Ronaldo đang ăn mừng danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp, Thiago Messi, con trai của Lionel Messi, lại không có được thành tích nào. Tuy nhiên, cơn khát danh hiệu của Thiago không kéo dài quá lâu. Gần đây nhất, bàn thắng quyết định của Thiago trong trận chung kết Western Cup đã giúp Inter Miami giành chức vô địch giải đấu. Chiến thắng này giúp Thiago sánh ngang với Cristiano Ronaldo về số lượng danh hiệu. Mới đây nhất, tại Cúp Quốc tế Phục Sinh, Thiago tiếp tục chiến thắng và nâng số lượng cúp bạc trong tủ đồ của mình lên con số 2. Chiến thắng này giúp Thiago vượt mặt Cristiano Ronaldo về số lượng danh hiệu. Tính đến thời điểm hiện tại, Thiago Messi đã sở hữu 2 danh hiệu, bao gồm Western Cup và Cúp Quốc tế Phục Sinh, trong khi Cristiano Ronaldo chỉ mới có 1 danh hiệu. Điều thú vị là thành tích này của Thiago Messi lại giống với cha của mình. Lionel Messi, người cũng sở hữu nhiều danh hiệu hơn cha của Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo.